Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc máy bay phản lực tư nhân chuẩn bị cất cánh ở sân bay Nội Bài. Máy bay đang chờ lệnh để băng qua đường băng 11R sang đường băng cất cánh 11L. Hiện tại đường băng 11R, đường băng cất cánh chính của sân bay Nội Bài đang đóng cửa để sửa chữa nâng cấp. Có thể nhìn thấy một số máy móc và trang thiết bị xây dựng ở trên đường băng. Hiện tại sân bay Nội Bài tạm thời sử dụng chung một đường băng 11L cho cả cất và hạ cánh. Chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh là một chiếc Bombardier Global 6000. Đây là máy bay của hãng VistaJet Manta, một hãng chuyên cho thuê máy bay tính tiền theo giờ. Theo dữ liệu từ phần mềm Flyradar 24 thì chiếc này vừa thực hiện hành trình từ Nhật đến sân bay Nội Bài. Và bây giờ nó đang chuẩn bị cất cánh với điểm đến chưa xác định. Có rất nhiều xe máy xây dựng trong khu vực sân bay. Có lẽ họ đang thi công thêm một đường lăn nữa. Chiếc Bombardier Global 6000 tuy chỉ có sức chứa khoảng 13 hành khách, nhưng nó có tầm bay khá lớn, trên 11.000 km, đủ sức bay thẳng từ Việt Nam qua châu Âu. Các thông số của nó gần như tương đương với loại Dassault Falcon 8X mà một đại gia Việt Nam hay sử dụng. Trong thời gian có dịch này, việc tìm kiếm các chuyến bay trở nên rất khó khăn. Do vậy, một số công ty hay các đại gia đã sử dụng các máy bay tư nhân làm phương tiện di chuyển. Chiếc Global 6000 đã nhận được lệnh cất cánh và bắt đầu chạy đà trên đường băng. Quãng đường chạy đà của chiếc máy bay này rất ngắn. Máy bay đã cất cánh bay lên với một góc tấn khá lớn, gần giống như là máy bay phản lực chiến đấu vậy. Và hai động cơ của nó cũng để lại khá nhiều khói đen. Và đây là một chiếc máy bay đặc biệt khác đang hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đây là một chiếc Sukhoi Superjet 100, máy bay do nhà sản xuất máy bay chiến đấu danh tiếng của Nga sản xuất. Tuy vậy, chiếc này được rất ít các hãng hàng không sử dụng. Đây là máy bay của hãng Iray Aero, một hãng hàng không của Nga. Cách đây vài tuần, chiếc này cũng đến Nội Bài rồi đến Tân Sơn Nhất. Máy bay chở theo các chuyên gia dầu khí của Nga. Và cũng có khá nhiều người trong số họ xác định dương tính với Covid-19. Tất nhiên họ được cách ly và điều trị ngay. Chiếc Sukhoi Superjet 100 vừa lướt qua một chiếc máy bay khổng lồ mang cờ Nga. Đó chính là chiếc Antonov An-124 vừa hạ cánh trước đó một lúc. Và mình nghĩ lý do chiếc Sukhoi hạ cánh ở Nội Bài cũng liên quan đến chiếc An-124. Chiếc Sukhoi này vừa thực hiện hành trình từ Sài Gòn đi Hà Nội trước khi trở về Nga. Và đây có lẽ là lý do chiếc Sukhoi Superjet 100 hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Chiếc An-124 hạ cánh trước đó có chở theo một số hành khách. Có lẽ những người này là chuyên gia của Nga. Mình đoán là họ sẽ được chiếc Sukhoi đón về Nga trước, còn chiếc An-124 sẽ bay sau. Nếu các bạn có theo dõi video trên kênh Sam Chui sẽ biết chiếc An-124 có một khoang chở người ở tầng trên phía sau, ngoài khoang ở tầng trên phía trước dành cho phi hành đoàn. Còn đây là một chiếc máy bay tư nhân quen thuộc ở sân bay Nội Bài, một chiếc Dassault Falcon 2000S, chiếc máy bay của đại gia Việt mà mình có nhắc đến ở đầu video.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.